Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Chất Huy. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại Hiệp Hòa Bắc Giang để giới thiệu tới các bạn một mẫu công trình biệt thự nhà vườn 2 tầng mái Nhật đã được Chất Huy thiết kế cho gia đình cô chú Ngô Văn Thuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong để khám phá công trình ngày hôm nay các bạn nhé. Thì như các bạn thấy ở đây thì đây chính là hướng cổng hướng vào ngôi nhà của cô chú. Và phía này thì đi vào không gian bên trong ngõ để ô tô các bạn nhé. Còn đây là hướng cổng vào nhà chính. Ở đây thì các bạn có thể thấy là trước khi bước vào hệ cổng thì bên ngoài thì cô chú cho sử dụng nó là hệ cổng inox. Một bản cổng lớn đảm bảo và rất là chắc chắn, đảm bảo được yếu tố an ninh cho ngôi nhà. Và ngoài ra thì ở đây thì cô chú còn bố trí những hệ thống máy giặt để làm cái khu vực giặt giũ cũng như là để đồ tạm ở đây. Ở bên trong này thì sẽ là khuôn viên sân vườn của gia đình. Thì đến với khuôn viên sân này thì chúng ta sẽ có 3 khu vực chính được chia ra như sau ạ nhé. Thì thứ nhất ở đây chính là công trình cũ của cô, đã được cô sơn sửa lại và bây giờ đang sử dụng là vừa ở vừa làm cái không gian bếp tách riêng biệt ra với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và ở phía đằng sau này chính là cái không gian như tôi đã nói, là khi mà để ô tô vào ở bên kia xong thì chúng ta hoàn toàn có thể đi từ khu vực đấy vào cái khu vực sân trước và vào phía trước nhà mình ở đây. Ở đằng sau thì cũng là diện tích đất của anh em trong nhà thôi các bạn nhé. Ở bên này thì là khuôn viên sân vườn. Và công trình cũ thì cô cũng đang tận dụng lại làm không gian ăn uống như tôi vừa nói, cũng như là nấu nướng ở đó để tách riêng không gian chính ngôi nhà mới của chúng ta ở bên này, tránh mùi thức ăn bám. Và chúng ta cũng tận dụng được hết cái diện tích đất để sử dụng cho những cái công năng chính ở ngôi nhà mới này. Ở cái không gian sân vườn ở đây thì cơ bản đã được cô chú bố trí rất là nhiều những hệ thống cũng như là những yếu tố cây cảnh. Ngoài ra thì bên ngoài này thì cô còn tận dụng thêm cái khu vực để trồng thêm rau. Với cái hệ thống hàng rào thì ở đây thì khuôn viên đất nhà cô thì cũng rất là cao so với cái mặt đường ở bên ngoài kia các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được ra cái không gian phía bên ngoài đường của thị trấn. Và khuôn viên sân vườn này sẽ chạy dọc theo khuôn viên đất xung quanh nhà luôn các bạn nhé, đi ra đến khuôn viên này. Và như bạn thấy là ở cái khu vực chỗ này cũng đã được bố trí những cái hệ thống sân vườn ở ngay phía chân tường nhà. Và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và ở đây thì các bạn có thấy là ngôi nhà này đang được cô chú sử dụng cái tông màu sơn chính, đó chính là màu sơn trắng sứ kết hợp với những cái điểm màu xanh đó. Như vậy sẽ giúp cho không gian của chúng ta nó có những cái điểm mảng màu sắc nó được đẹp hơn. Và những cái mảng tường từ tầng 1, tầng 2 được trang trí những cái hệ thống ô hoa gió để tăng thêm cái nét thẩm mỹ cho ngôi nhà. Và đây chính là cái không gian sảnh chính trước khi bước vào nhà của chúng ta, với một cái hệ thống sảnh rất là rộng, bên dưới là hai hệ cột vuông lớn đỡ hệ mái Nhật bên trên. Và cái không gian chính ở phần sảnh chúng ta cũng có thể thấy là những cái hệ thống đèn downlight được cô chú trang trí với những cái hệ phao, hệ chỉ phao chỉ này, đắp nổi chất liệu là gỗ các bạn nhé, chất liệu là gỗ và có hệ thống đèn ở giữa, làm cho cái không gian sảnh chúng ta tăng thêm nét trang trí và được đẹp mắt hơn. Trên những cái hệ cột thì cũng thế này, những cái hệ thống phào chỉ cũng được lát những cái gạch tối màu và những cái hệ thống đèn downlight trang trí ở hai bên cột này. Vị trí chân tường cũng được ốp gạch này, ốp đá các bạn nhé, được cô chú cho ốp đá. Và hệ thống sảnh của chúng ta cũng được cô chú ốp đá
theo cái phong cách trải thảm với hai màu đá đen ở hai bên và đá đỏ ở giữa, thì chúng ta sẽ tiến vào cái không gian bên trong để tìm hiểu những công năng tiếp theo các bạn nhé. Thì tiến lên hệ sảnh, thì trước khi vào hệ sảnh các bạn sẽ thấy là công năng về phần sảnh chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần, ba phần các bạn nhé, với một cái không gian cầu thang tam cấp đi sang lối phụ của ngôi nhà phía bên này, và một không gian đi vào sảnh chính, công năng phòng khách trước nhà, và chúng ta có một cái cửa phụ đấy, để cũng là để đi vào các công năng khác ở bên trong nhà các bạn nhé. Chất liệu ở hệ thống cửa trước khi bước vào nhà thì đang được cô chú sử dụng là những cái hệ thống là cửa gỗ tự nhiên với chất liệu là gỗ gõ đỏ các bạn nhé, gỗ gõ. Và đây, như cái tấm phào như tôi vừa nói ở phần sảnh này cũng là hệ thống gỗ gõ. Cái bức phù điêu ở cái phần sảnh này các bạn ạ là chất liệu là gỗ gõ. Và bản cửa phòng khách thì rất là lớn, rất là dày, chất liệu cửa là cửa đại hộ, cửa gỗ đấy, là cửa đại hộ rất là dày các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thấy bản cửa rất là dày, rất là chắc chắn này, tạo cho cái không gian ngôi nhà của chúng ta nó có được một cái sự bề thế nhất định các bạn nhé. Và không gian đầu tiên đó chính là không gian về phòng khách của chúng ta. Và trước khi bước vào nhà, ở bên dưới này chúng ta cũng có một cái hệ dạ cửa để hạ về bên ngoài thì sẽ được hạ cốt so với bên trong, để như vậy khi nước mưa các thứ nó có hắt vào nó sẽ không làm ảnh hưởng đến công năng bên trong của ngôi nhà. Ở trong này thì với cái nền gạch của phòng khách này thì cô chú đang cho sử dụng là gạch màu trắng, và chất liệu phòng khách thì đang được ốp toàn bộ từ bề mặt tường đến trần, xung quanh đều được sử dụng là chất liệu gỗ tự nhiên và là gỗ gõ đỏ hết các bạn nhé, gỗ gõ đỏ. Và chia sẻ với các bạn là hệ bộ cửa này thì cô chú cũng có chia sẻ qua là chi phí nó hết khoảng 70 triệu tính chỉ riêng phần khuôn bao cũng như phần cửa thôi các bạn nhé. Khuôn viên trong nhà thì cô chú sử dụng rất là nhiều những cái đồ vật trang trí bằng chất liệu gỗ tự nhiên này, từ những bức tượng, tất cả những cái cảnh vật ở bên trong nhà. Và hệ thống cửa sổ mở hông từ song cửa đến bản cửa cũng đều là chất liệu là gỗ tự nhiên và là gỗ gõ các bạn nhé, gỗ gõ. Đó, chúng ta sẽ đi tham quan một vòng. Đây, những cái hệ thống tượng, những cái bức phù điêu trong nhà này, và đặc biệt là những cái bức phù điêu phủ ốp bề mặt như thế này. Ngoài những cái vị trí hoa văn bằng gỗ ra thì những cái vị trí phù điêu đắp nổi như thế này thì đều được là mạ vàng các bạn nhé, mạ vàng. Đây, ngoài ra thì cô chú cũng trang trí thêm hai cái bức lục bình hai bên. Và không gian sảnh chính ở đây thì đồ nội thất cô chú đã bố trí rất là đầy đủ rồi, bao gồm chúng ta có một hệ thống bàn ghế để tiếp khách ở đây. Thì bàn ghế ở đây chất liệu là gỗ hương đá các bạn ạ, gỗ hương đá. Thì bộ bàn ghế này chú chia sẻ là giá trị nó lên hơn 100 triệu. Đấy, những cái bức tượng này cũng được bố trí nhằm tăng tính trang trí cho cái không gian đón tiếp khách. Và cái không gian phòng khách này của chúng ta đang có cái diện tích lên tới là 39m2 các bạn nhé, 39m2. Đây, cái phần kệ tivi này, cũng là tủ tivi này, là cũng là hệ thống là gỗ tự nhiên với những cái đường nét hoa văn truyền thống mà chúng ta hay thấy ở những ngôi nhà ngày trước, nhưng mà bây giờ thì cũng đã được cách tân đi rất là nhiều rồi. Đây, những cái đường hệ thống đường phào chỉ được mạ vàng. Ở phần trần thì cũng được sử dụng là hệ tất cả là gỗ, chất liệu gỗ gõ đỏ ốp từ phần chân tường lên các bạn nhé. Từ phần chân tường này sang đến phần trần chúng ta sử dụng chung một loại vật liệu gỗ. Xung quanh thì cũng có những cái hệ thống đèn downlight. Và ở giữa này, trung tâm của ngôi nhà thì chú cho trang trí thêm một hệ thống đèn chùm rất là lớn các bạn nhé. Hệ thống đèn chùm rất là lớn, cũng là mạ vàng hết. Ngoài ra thì nó nằm ở cái vị trí trung tâm ấy, chúng ta sẽ có một cái bức phù điêu rất là rộng bao quanh, đó là cũng là gỗ luôn. Như vậy thì như các bạn có thể thấy là cái không gian phòng khách của chúng ta như này nó đang rất là bề thế này. Đi vào phía bên này thì ở đây có một điều đặc biệt là cô chú cho trang trí thêm một cái bức tranh các bạn nhé. Một bức tranh, thì bức tranh này thì là đồng nguyên khối và được chế tác thủ công. Chế tác thủ công nó sẽ, cái giá trị của nó rất là lớn khi mà
Toàn bộ những cái hình thức từ chất liệu này cho đến cái hình thức chế tác đều là thủ công, nên cái giá trị của nó rất là cao. Nó sẽ khác hoàn toàn với những cái bức tranh đồng mà chúng ta mua bên ngoài được đổ, được đúc khuôn sẵn. Và ở tầng 1 này thì chúng ta có thêm những cái công năng, bao gồm chúng ta sẽ có một phòng ngủ, một phòng WC chung và một không gian làm việc nhỏ. Thì chúng ta sẽ đến với không gian làm việc nhỏ này trước. Tôi sẽ tìm đây, cái không gian bật đèn của nó lại ở đây. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ còn thừa một cái không gian hành lang cầu thang các bạn nhé, ở cái cạnh hành lang cầu thang đấy. Và cái không gian này thì đang được tận dụng làm cái khu vực làm việc nhỏ của cô chú này. Và ở đây là cái hệ thống cửa mở ra, một cái cửa phụ mở ra phía sảnh chính. Thì như tôi vừa chia sẻ ở lúc ở ngoài sảnh rồi, thì ở đây chúng ta có một cái hệ thống cửa mở ra không gian sảnh chính này. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được luôn được một cái bức tường hoa gió ở phía bên ngoài. Ở bên trong thì đã được là ốp phủ kính rồi các bạn nhé, được phủ một cái bức kính ở đây. Thì như vậy vừa tạo được cái không gian thoáng, lấy ánh sáng vào trong cái ngôi nhà, vừa không bị cái độ riêng tư của chúng ta nó không bị lộ quá. Thì như vậy nó được đảm bảo được cái tính thẩm mỹ bên ngoài, cũng như được cái sự tiện dụng cho cái khi mà chúng ta sử dụng cái công năng bên trong. Thì đấy là về cái không gian làm việc này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với công năng về phòng ngủ các bạn nhé. Công năng về phòng ngủ. Phòng ngủ thì được bố trí phía bên cạnh phòng khách, ngay phía hành lang mà chúng ta bước vào. Thì ở đây có một cái đèn chùm, như vừa nãy tôi bật rồi, nhưng mà đây có, chúng ta có một cái hệ thống đèn downlight ở giữa cái trung tâm trước khi bước vào phòng ngủ. Đấy, thì các bạn có thể thấy cái không gian phòng ngủ này. Ở trong cái phòng ngủ này thì hiện tại đang được cô chú sử dụng các bạn ạ, đang được cô chú sử dụng với cái diện tích lên tới 17m2, thì cũng đã được cô chú bố trí đầy đủ những cái công năng, bao gồm chúng ta có một hệ thống giường, một hệ thống kệ tủ đấy, và bên này chúng ta có một cái tủ để đồ quần áo nhỏ. Thì cũng còn rất là nhiều cái vấn đề cần bố trí và dọn dẹp về những công năng vật dụng sử dụng, nên là các bạn có thể nhìn thấy là cũng cô chú cũng đã để tạm ở đây thôi. Và sau này khi mà quy hoạch các thứ nó gọn gàng lại thì trông cái phòng ở ốc của chúng ta nó cũng rộng hơn rất là nhiều. Ở bên kia thì chúng ta có một cái hệ thống cửa sổ mở hông, và hệ thống rèm thì đang là hệ thống rèm gỗ các bạn nhé, với các cái lá gỗ xếp tầng nhau như thế. Bên ngoài thì sẽ là hệ thống cửa sổ nhôm kính rồi. Ở trong này thì cái phần trần thì cũng đang được cô chú sử dụng là hệ thống chất liệu là gỗ ốp trần nhé, ốp trần gỗ và chất liệu là gỗ pơ mu. Những cái vật dụng như thế này thì vẫn là gỗ tự nhiên, chất liệu là gõ và hương đấy. Thì như cái táp đầu giường thì cũng là chất liệu gỗ hương này. Và hệ thống cửa thông phòng thì sẽ là hệ thống cửa nhôm kính với những cái khuôn bao, những cái vật cái khuôn bao cửa như thế này thì là được sơn giả gỗ ấy các bạn nhé, sơn giả gỗ. Thì đấy là về cái công năng phòng ngủ đầu tiên. Ngoài ra thì những cái hệ thống đèn cũng như là hệ thống điều hòa đã được cô chú lắp đặt rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái không gian của một phòng WC chung ở đây. Thì với cái không gian phòng này thì đang có diện tích lên tới là hơn 4m2 các bạn nhé, hơn 4m2, đảm bảo được yếu tố sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thì những cái vật dụng cơ bản đã được cô chú bố trí, bao gồm có lavabo, vòi sen và xí bệt. Ngoài ra thì ở trong cái ngôi nhà này thì cô chú không hạ cốt trần các bạn nhé, không hạ cốt trần. Và gạch thì đang được ốp lên đến kịch trần và có mở ô thoáng ở kia. Thì như vậy giúp cho cái không gian phòng WC của chúng ta nó được thông thoáng hơn. Và những cái phần như nóng lạnh, đèn điện, chiếu sáng ở trong cái không gian này cũng đã được bố trí đầy đủ rồi, đảm bảo được yếu tố sử dụng chung cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đây thì ở cái không gian hệ thống cửa như thế này, những cái khuôn bao như thế này thì cô chú lại sử dụng là chất liệu gỗ tự nhiên. Và đến cái phần cửa thông phòng thì lại là như tôi thấy ở đây thì là đang là chất liệu gỗ các bạn nhá. Nó là chất liệu gỗ kính, hoàn toàn là gỗ kính. Với tôi đang nhìn nhầm sang cái khuôn bao cửa ở cái bản lề này, thì ở cái phần bản lề này thì nó mới là chất liệu là nhôm này, nhưng mà ở cái phần ốp viền cửa như thế này thì nó lại là gỗ tự nhiên các bạn nhé, gỗ tự nhiên. Nãy tôi lại đang nhìn vào cái phần bản bản lề nên là
tưởng là cái hệ thống cửa này là nhôm kính nhưng thực ra là không phải. Về cái chất liệu mà sơn màu cũng như là phủ nó đang khá là tương đồng nhau nên là cái sự khác biệt gần như là không có các bạn ạ. Đấy là một cái điều đặc biệt. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên đến tầng 2. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa đi xong về những cái công năng ở tầng 1. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến lên cái không gian tầng 2. Ở đây thì những cái hệ thống từ trụ cầu thang hai bên này, lan can cầu thang cho đến cái phần mặt cầu thang như thế này đều là sử dụng chất liệu gỗ, gỗ gõ, gỗ tự nhiên. Ở trên này thì cũng có hệ thống đèn mở chiếu sáng cho cái không, giúp cho cái không gian hành lang chúng ta nó được sáng hơn ấy. Thì ở đây cũng đã được cô chú bố trí rồi. Thì chúng ta sẽ tiến lên không gian trên tầng 2 các bạn nhé. Cái việc mà chúng ta ôm gỗ cho cái không gian cầu thang, cho những cái bậc cầu thang này thì bước đi nó rất là mềm mại các bạn ạ. Đấy, cái việc mà cô chú tạo những cái đường cầu thang bằng cái chất liệu này thì tôi cảm giác là đi nó rất là mềm mại cũng như là êm chân các bạn ạ. Đó, rất là thoải mái. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2 để tìm hiểu những công năng trên tầng 2 nhé. Thì ở trên không gian tầng 2 này chúng ta vẫn còn 3 công năng chính nữa các bạn nhé. Thì như các bạn thấy bên cạnh cái hành lang cầu thang này cũng có một cái bức hoa gió nhìn ra phía mặt tiền như thế này này. Thì như vậy là tăng thêm được cái nét, cái độ lấy sáng vào cái không gian hành lang thì chúng ta nó được tốt hơn, cũng như là tiện lợi hơn cho cái công tác đi lại khi mà chúng ta có ánh sáng. Ở trên không gian tầng 2 này thì như tôi vừa nói chúng ta còn 3 công năng chính nữa, bao gồm chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và công năng về tâm linh của ngôi nhà, đó chính là phòng thờ các bạn nhé. Vừa lên cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái cửa mở ra như thế này để đi ra được cái ban công phía trước phòng thờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái không gian phòng thờ trước. Thì trước khi vào thì các bạn có thể thấy những cái hệ thống đồ trang trí được cô chú sử dụng rất là nhiều. Đấy, và đây là không gian phòng thờ của ngôi nhà. Đấy. Chia sẻ một chút là lên đến tầng 2 này thì cái phần sàn của chúng ta sẽ được sử dụng là sàn gỗ các bạn nhé, không ốp gạch như ở tầng 1 mà cô chú ở đây sử dụng là hệ thống sàn gỗ. Và chất liệu ở đây thì đang là ở trên này thì lại là nhôm kính và không ốp nữa các bạn ạ. Đấy, cô chú sử dụng là nhôm kính để ngăn phòng, cả hệ thống cửa ngăn phòng. Thì không gian phòng thờ này có diện tích là gần 20 mét vuông. Thì ở đây thì đã được cô chú bày trang trí cũng như là bố trí những cái hệ thống đồ tâm linh trong phòng thờ ấy, là cơ bản là đã là đầy đủ rồi. Thì bao gồm chúng ta có những hệ thống nhang án, những hệ thống ban thờ, câu đối hai bên đó, và một bức đại tự rất là lớn ở phía trên. Ngoài ra được trang trí những cái hệ thống đồ gỗ này. Đây, tủ gỗ, bát, chén, rồi những cái bàn như thế này. Rất là nhiều đồ gỗ các bạn nhé. Và ở cái không gian phòng này nếu như các bạn có mặt ở đây thì các bạn sẽ cảm nhận ngay được cái hương gỗ rất là thơm phảng phất ở trong cái không gian phòng thờ. Thì như vậy nó đảm bảo được rất là nhiều cái yếu tố tâm linh ở trong cái không gian thờ của ngôi nhà, cũng như là có được một cái sự tôn kính nhất định khi mà chúng ta áp dụng được những cái chất liệu gỗ như thế này. Ở trong cái không gian thờ này thì hiện tại thì cái phần trần thì lại đang được sử dụng là gỗ pơ mu các bạn nhé. Gỗ pơ mu, sàn thì đang được là lát cái sàn chất liệu là gỗ gõ rồi đó, và ban thờ thì cũng là chất liệu gỗ tự nhiên. Và chúng ta có một hệ thống cửa sổ mở hông để lấy ánh sáng vào không gian phòng thờ của chúng ta, cũng như tạo được cái độ thông thoáng. Và ở đây là không gian cửa hướng ra mặt tiền. Ngoài cái không gian thờ chính của ngôi nhà thì ở đây thì cô chú còn thờ có một cái ban thờ về ba ông Phúc Lộc Thọ ở phía bên này các bạn nhé, với bức tượng với các ông rất là lớn, rất là cao. Và chất liệu thì tất cả đều là gỗ và được điêu khắc tinh xảo rất là đẹp. Ở phía bên ngoài này thì cũng là có những cái hệ thống lục bình này bố trí rất là nhiều ở bên phía xung quanh. Và ở bên ngoài này thì là cái không gian đi ra cái hướng ban công. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là cái phần cốt nền ở bên ngoài thì cũng đã được hạ so với bên trong để nó đảm bảo được yếu tố là khi trời mưa, nước mưa sẽ không bị tràn vào phía bên trong nhà. Như vậy nó sẽ đảm bảo hơn, đặc biệt là cái không gian bên trong của chúng ta lại sử dụng vật liệu gỗ nữa, nên là phía bên ngoài này thì chúng ta nên hạ cốt và đánh dốc về cái khu vực hố thu nước.
thì như tôi nói vừa nãy là chúng ta có một cái hệ thống cửa ngay từ phía hành lang đi lên ý. Phía hành lang cầu thang đi lên thì chúng ta cũng có một cái hệ thống cửa mở ra đi ra luôn cái phần ban công cầu thang, ban công ở cái phía trước phòng thờ như thế này. Ngoài ra cái cửa này nó cũng có thêm được cái tác dụng là chúng ta sẽ lấy được cái không gian ánh sáng và cái hành lang cũng như là lối đi cầu thang, lối đi chung ở trên tầng 2. Ở đây thì với hệ thống ban công thì cô chú cũng cho bố trí rất nhiều ở những cái hệ thống cây cảnh mang cái tính trang trí cũng như là tạo thêm cái không gian xanh cho ngôi nhà. Ở phía bên ngoài kia thì chúng ta sẽ có thể thấy là cái lan can thì chúng ta sẽ xây tường một nửa và một nửa trên là làm hệ thống là gỗ kính, inox kết hợp với kính các bạn nhé. Đấy, thì như vậy tạo cho cái không gian ban công của chúng ta có những cái nét đặc biệt riêng và đẹp mắt hơn. Ở trên này thì là chúng ta có thêm một cái hệ lam đua ra ngoài, trên có hệ thống kính cường lực màu xanh. Lam này thì chất liệu lam inox các bạn nhé, bắn rất là chắc chắn. Đây thì như các bạn có thể thấy ở cái không gian trên này thì những cái hệ thống đèn downlight cũng được bố trí rất là đầy đủ này. Những cái hệ thống đèn downlight này được bố trí rất là nhiều với những cái đường phào chỉ nổi chìm được sơn khác màu, như vậy tạo được cái nét nổi bật về cái không gian màu sắc. Và ở đây thì cũng là hệ thống cửa sổ mở từ cái không gian phòng thờ ra các bạn nhé. Đấy, và đây thì chúng ta có thể mở và nhìn luôn vào phía trong hành lang cầu thang như thế này, rất là tiện cho cái việc đi lại cũng như là sử dụng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với công năng thứ hai ở trên tầng 2 này các bạn nhé. Với không gian phòng ngủ ở trên tầng 2 này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ có diện tích là 19m2. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đó trước. Thì đây, với không gian phòng ngủ này thì những cái vấn đề về công năng cơ bản mới chỉ được bố trí hệ thống giường, nền thì cũng là ốp lát bằng gỗ. Đấy, và trần cũng là trần gỗ, chất liệu là gỗ pơ mu các bạn nhé. Ở đây những cái vị trí như ốp chân tường thì cũng là ốp gỗ hết. Thì phòng này thì đang được sử dụng là cho con trai của cô chú sử dụng, nhưng mà tuy nhiên thì anh lại đang đi làm ở xa, ít khi về ấy, nên là những cái hệ thống đồ nội thất cơ bản thì cũng không được bố trí nhiều, cũng gọi là đủ dùng thôi, khi mà anh về trở về thì cũng có thể là sử dụng được rồi. Còn nội thất nhiều hơn thì chắc là trong cái tương lai thì sẽ được bố trí thêm. Về diện tích phòng này thì như tôi vừa chia sẻ rồi là có diện tích là 19m2 và kéo nó theo hình chữ nhật như thế này, kéo dài xuống bên này, có hệ thống cửa mở hông này, hệ thống cửa sổ mở ra đằng sau, chất liệu là nhôm kính ấy các bạn nhé. Đấy, đều có những cái tông màu sơn giả gỗ, như vậy thì nó sẽ tông sạch tông hơn, tức là đồng bộ hơn với những cái không gian mà chúng ta bố trí. Và không gian phòng ngủ tiếp theo là ở bên này. Phòng ngủ thứ hai ở trên ngôi nhà thì đó chính là phòng ngủ cho con gái của cô chú nằm ở phía bên này. Thì hiện tại thì chị đang đi làm ở nhà, về những cái nội thất cơ bản thì bên trong là chúng ta có hệ thống tủ quần áo, ở trên thì cũng là trần gỗ, phần sàn thì cũng là sàn gỗ các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ thống bàn làm việc nhỏ này, hệ thống cửa mở hông để tạo được cái độ lấy sáng, độ thông thoáng vào phòng. Ngoài ra những cái hệ thống điều hòa, những hệ thống đèn ngủ, đèn trang trí thì cũng đã được cô chú bố trí rất là đầy đủ rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái công năng nữa, đó chính là một cái phòng WC chung để tiện cho cái việc sử dụng của tất cả các thành viên trên tầng 2 các bạn nhé. Đấy, thì với cái không gian WC này thì đang đồng trục với tầng 1 và những cái hệ thống cơ bản, vật dụng cơ bản đã có đầy đủ, bao gồm lavabo, vòi sen, hệ thống ống lạnh, xí bể và những cái phần như ô thoáng cũng đã được mở như kia để tạo được cái không khí thông thoáng cho cái không gian phòng ốc của chúng ta. Thì đây là toàn bộ những cái công năng ở trên tầng 2 các bạn nhé. Thì như vậy là trong video ngày hôm nay thì tôi đã vừa chia sẻ xong cho các bạn một mẫu biệt thự nhà vườn 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại của gia đình cô chú Thuân. Thì
ngoài những cái vẻ đẹp cũng như là những cái công năng mà tôi vừa đem đến cho các bạn thì mong rằng thì sẽ giúp cho các bạn có những cái hình ảnh cũng như là có những cái tư liệu thêm cho mình trong cái ngôi nhà tương lai mà chúng ta chuẩn bị xây dựng. Các bạn có những cái nhận xét hay đánh giá gì thì vui lòng để dưới phần bình luận của video thì chúng tôi sẽ trả lời cũng như là hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.